Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, xây dựng gia đình 503 sạch, thực hiện tốt tiêu chí môi trường về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội viên phụ nữ các cấp hội cơ sở đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, lan tỏa những hành động đẹp về môi trường, biến rác thải thành tiền, góp phần hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Sao, thôn An Hải, thị trấn Thuận An, cùng với công việc làm ăn hàng ngày của gia đình, chị còn tranh thủ thời gian để đi thu gom rác thải ở các chợ, nhà hàng, quán ăn, giải khát, nhà dân, thực hiện mô hình biến rác thải thành tiền của hội phụ nữ. Rác thải được chị và các thành viên trong mô hình tập kết về tại nhà và phân loại để bán. Số tiền thu được đã hỗ trợ cho phụ nữ nghèo khó khăn. Đó là niềm vui, động lực để các chị tiếp tục biến rác thải thành tiền. Buổi sáng em bán cà phê xong rồi khoảng 8 giờ em đi chợ. Em đi chợ là ông bác trên đi em gom về. Gom về xong rồi là nhà ở đây thì em bỏ cả quán đấy chứ chiều. Trưa là em chợ liền, em lên nhà xong rồi em chạy về em chợ tiếp. Tuy rằng vất vả, thực sự vất vả nhưng mà em thấy rất là vui. Trong 5 năm qua, các hội cơ sở trên toàn tỉnh có 215 mô hình phân loại rác tại hộ gia đình. 182 mô hình biến rác thành tiền thu được 466 triệu đồng. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả đã hỗ trợ giúp đỡ nhiều hội viên nghèo, phụ nữ khởi sự kinh doanh và đang được tiếp tục nhân rộng. Thông qua cái mô hình này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Thủy nhận thấy đây là một cái mô hình nó rất là thiết thực, có tính sáng tạo và hiệu quả, thu hút khá đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ ở trên địa bàn tham gia. Và từ cái mô hình này thì các chị cũng đã hỗ trợ được cho rất nhiều hội viên phụ nữ có cái hoàn cảnh khó khăn trong từng chi tổ hội, có cái điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Còn đây là những hoạt động ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Thu, huyện Phong Điền trong việc thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nhà và sử dụng giỏ nhựa đi chợ. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ hội viên phụ nữ. Hưởng ứng phong trào hạn chế túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, xây dựng gia đình 503 sạch. Đến nay, phần lớn chị em phụ nữ trong toàn xã đã thực hiện sử dụng giỏ nhựa, hộp nhựa đựng thực phẩm khi ra chợ nhằm hạn chế túi ni lông, đồng thời thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nhà. Từ ngày mà phụ nữ đã phát động phong trào là nói không về túi ni lông, thì tụi em đi chợ là cứ lấy hộp nhựa đem đi để mà đựng thức ăn để khỏi đem túi ni lông về, khỏi ô nhiễm môi trường. Gần đây, thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về triển khai mô hình phụ nữ sống xanh và phong trào nói không với rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập 17 mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh bản địa ở 9 huyện, thị xã, thành phố. Lực lượng nguồn để triển khai mô hình tại các hội cơ sở gồm cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các thành viên mô hình biến rác thành tiền, tiết kiệm xanh, phân loại rác thải tại hộ gia đình, ban quản lý chợ. Họ được tập huấn về kỹ thuật phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa, tiếp cận các kiến thức, phương pháp thực hành. Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc góp phần bảo vệ môi trường. Sau khi em đã tham gia mô hình phụ nữ sống xanh và đã được đi tập huấn về, thì em về nhà và cũng là sử dụng phương pháp của các chị hướng dẫn và cũng vận động của các thành viên trong nhà và cũng là để tham gia là gia đình sống xanh. Với trách nhiệm, sự đoàn kết của hội viên phụ nữ và người dân các địa phương, các mô hình ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo diện mạo mới từ các vùng nông thôn đến thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh sạch đẹp.